Rồi chị bảo là chị định làm album cho năm nay. Xong rồi là mình cũng bảo là thế ạ, thế chị chọn ai chưa? Xong rồi chị bảo là chị cũng chưa biết. Thế là em cả em chào chị. Thế là Hương mới bảo là thế chị chọn em đi. Rất là hồn nhiên vô tư. Nhưng mà đến lúc mà đến khi chị về rồi mình nhớ nghĩ lại mà là sau đấy mình gàn thế. Không biết sao mà tự nhiên nói ra câu đấy. Đó thì bẵng qua một thời gian khi mà làm được cái tâm chín rồi mình tưởng là mình đã hết cảm xúc cái rồi. Thì mãi cho đến lúc mà làm cái nhạc phim thì hóa ra nó còn kinh khủng hơn, là bởi vì nhạc phim nó rất là dài. Hưng không chỉ làm OST mà Hưng còn làm cả score, nghĩa là cả hết cả một cái 2 tiếng phim đấy là mình làm nhạc ấy. Và mình cùng với chị Tâm ngồi chỉnh sửa từng tí một mà nó rất là chi tiết, bởi vì là chị Tâm ngồi cùng Hưng rồi là chỉnh từng nốt một luôn. Mà đôi khi nếu mà mọi người không biết thì là đúng vào cái đoạn thoại của nhân vật mà, thì là nhân vật đấy họ nói chuyện thì ai để ý nhạc đâu, nhất là khán giả bình thường. Nhưng mà chị kỹ từng tí một như thế, từng nốt một như thế đấy, nên là Hưng nghĩ là tuy là mình đã biết trước cái việc đấy sẽ xảy ra nhưng mà vẫn luôn luôn cảm thấy ngợp, vẫn luôn luôn cảm thấy chưa quen với lại cái phong cách làm việc như vậy. Tại vì thực sự mình rất là tự tin, hay là mình rất là kiểu nắm đằng chui với lại những cái nghệ sĩ khác ấy, là mình sẽ bảo họ chị anh chị phải nghe em, bạn phải nghe tớ anh như thế nào đấy. Nhưng mà với chị Tâm thì là hoàn toàn chị ấy chỉ có không làm được, tự không làm được nhạc cho mình thôi, chứ còn nếu làm được thì chị cũng như một nhà sản xuất luôn ấy, cũng đầu óc như vậy. Tức là tới bây giờ thì mình bây giờ thì cái dự án tiếp theo thì sẽ ổn rồi đó. Ok, nói chung là được một cái mình rất là tự hào là khi mà mỗi lần đưa bài cho chị Tâm ấy thì là hầu như chả phải sửa một cái gì cả. Và chưa bao giờ chị từ chối một bài nào từ Khắc Hưng cho đến tận thời điểm này. Đấy là cái mình tự hào nhất. Vậy thì còn cái dự án của schedule của Tùng á thì Hưng cũng có rất là đúng không? Thì Nói thật ra là khi mà Tùng mời Hưng tham gia vào cái trailer cho cái Sky Tour đấy thì nó chỉ là góp mặt thôi. Chứ Hưng không có đóng góp gì trong cái Sky Tour cả, không làm gì trong đấy cả. thì hỏi một xíu về cái sự kết hợp của Tùng với lại Snapdragon đó, đó thì Hưng thấy cái sự kết hợp đó như thế nào bản thân Hưng không? Như nào, nghĩa là mình đánh giá về cái Biết gì? là nó là một cái hiện tượng kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài đúng không? Thì bản thân Hưng thì Hưng thấy nghệ sĩ Việt mà kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài thì nó như thế nào? Khi mà mình đem cái thị trường âm nhạc cũng Thì Hưng nghĩ là cái việc mà người nước ngoài người ta đã nhận một cái dự án của nghệ sĩ Việt, Hưng nghĩ đấy đã là thành công rồi. Tại vì là Snoop Dogg cũng là một tên tuổi mà. Thì Hưng thấy là đây là một cái bài hát rất là catchy. Tại vì trước đây Tùng cũng đã từng hỏi Hưng làm một cái clip reaction ấy, trước khi mà tung ra bài hát đó ấy, thì là Hưng cũng đã nhận thấy được cái bài hát rất là catchy và nó có vẻ là nó hợp với lại cái chất nhạc của Snoop Dogg theo cái kiểu mà nó đang trend ở thế giới là Latin ấy. Thế cho nên là Snoop Dogg cũng vì cái điều đấy nhận lời đó. Còn để đánh giá về cái góc độ thành công ở Việt Nam thì Hưng thấy nó quá thành công về cái mặt thành tích rồi. Còn nếu mà nói sâu về âm nhạc thì Hưng cá nhân Hưng thích những cái bài hát như là Lạc Trôi, hay là Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, hay là Nơi Này Có Anh hơn. Tại vì cảm giác là Tùng không bị quá gồng mình trong cái việc đó mà rất là thoải mái tự nhiên. Hưng không nói bài nào hay hơn, Hưng chỉ nói là cá nhân Hưng thích những cái đấy hơn thôi. Ok, vậy thì mình chia sẻ cái dự án sắp tới của mình đi. Là ngoài những cái hồi nãy giờ mình chia sẻ thì có thể bật mí một chút. Nói chung là trong năm nay thì Hưng ngoài cái việc làm cho ca sĩ ra thì Hưng cuối năm nay Hưng có một album của riêng mình do chính Hưng sáng tác thể hiện và từ A đến Z, thu âm Khắc Hưng, mix master Khắc Hưng, sáng tác Khắc Hưng, làm nhạc Khắc Hưng, hát Khắc Hưng, đấy. Ảnh biểu là mình luôn đấy. Có kết hợp với lại nghệ sĩ nào trong album đó Chưa biết được ạ.
có thể là sẽ có một hai người bạn gì đấy, nhưng mà sẽ rất là ít thôi. Bởi vì cái album này Hưng muốn mọi người không nghĩ đến cái Hưng là ca sĩ, mà chỉ đơn giản là Hưng ra sản phẩm âm nhạc và Hưng hát, tự hát những cái bài hát của mình, chứ không phải để đánh dấu rằng tôi là ca sĩ gì cả. Hưng muốn mọi người nghe bài hát, và sau khi bài hát đấy ra thì là Hưng mong là nhiều người sẽ thích và tìm được chính mình trong đấy, và kể cả ai hát cũng được, giọng hát nào cũng được, không quan tâm, miễn sao bài hát đấy nó có đời sống. Bởi vì chia sẻ một chút về cái concept album này, đây là một cái album nó nói rất ít về tình yêu. Nó đi ngược lại với những cái xu hướng bây giờ là cứ phải nói về tình yêu, hay là cũng rất ít ballad luôn đấy. Đây là một cái album dành cho người trẻ, cho những người mà Hưng định hướng từ 20 đến 30 tuổi. Nó nếu mà là tình yêu thì nó cũng phải gắn liền với cơm áo gạo tiền, nó phải là về cuộc sống, nó là những cái trăn trở nhiều hơn là tình yêu, hơn là chỉ là yêu tay ba hay là đơn phương như cái gì. Nó là sự trăn trở về cái việc 25 tuổi tôi đang ở đâu, hay là tôi là ai giữa cuộc này, hay là về sự nghiệp, về cái việc là về quê trồng rau nuôi cá. Không trồng rau nuôi cá, cái đấy là có trend khác rồi. Mình không làm cái trend đấy nữa. Nhưng mà Hưng nghĩ là những cái người trẻ mà bận rộn ấy, khi mà nghe album đấy sẽ luôn thấy mình trong đó. Có những một số bài hát ví dụ sáng tác mà Hưng cũng dự định quay MV, đấy là về một anh chàng. Anh ấy nói là anh rất cần một người hiểu anh. Anh cũng mong có một tình yêu, nhưng mà anh chưa dám yêu, chỉ đơn giản bởi vì anh chưa có thành công gì, anh cũng chưa có tiền, anh chưa có sự nghiệp, anh vẫn còn rất là lông bông. Anh cũng cần tình yêu, như em liệu có chịu thương hại một người như anh không. Thì đấy là những cái Hưng nghĩ là nó thực tế hơn rất là nhiều so với cái việc là chỉ là nói tình tay ba rồi đơn phương hay các thứ. Hưng muốn những cái bài hát này nó đi vào trong câu chuyện của từng người một, để bây giờ có rất là nhiều bạn trẻ, các bạn ấy đều đang có những cái tình cảnh như vậy mà lại không có những cái bài hát như vậy để thỏa mãn, để gọi là để an ủi được mình. Thì chính vì thế cái lý do mà Hưng sáng tác cái album này và Hưng đặt tên nó là Người Kể Chuyện. Nghĩa Hưng chỉ đơn giản là người kể chuyện, và tất cả đấy là những cái câu chuyện xung quanh. Hưng không nói nhiều về cá nhân Hưng, và Hưng mong muốn là mọi người đều thấy được cái bản thân mình trong từng bài hát đấy. Và Hưng sáng tác cho cả về tình yêu một chút này, về cuộc sống này, có cả bài hát về gia đình nữa. Đó, thế cho nên là Hưng thấy Hưng rất là tâm đắc cái tên là Người Kể Chuyện như vậy. Nhưng mà có phải là mình cũng sẽ bắt đầu từ đây là mình sẽ đi hát luôn không? Hưng không biết nào được. Nhưng mà Hưng vẫn không gọi mình là ca sĩ, mà vẫn chỉ là nhạc sĩ, nhà sản xuất thôi. Hưng thấy cái việc đấy ở Việt Nam cũng nhiều người mà, như anh Nguyễn Hải Phong, anh vẫn ra album của riêng mình, và anh vẫn hay là Nguyễn Hồng Thuận đó, anh vẫn hát, hay là bạn Bùi Công Nan để sáng tác này các thứ, Andy's. Đó, thì Hưng thấy việc đấy nó không có gì lạ, và trên thế giới thì quá nhiều rồi những cái người mà nghệ sĩ gọi là ca sĩ nổi tiếng đi, như Bruno Mars đấy, hay là One Republic thủ lĩnh của đấy, Ryan Tedder đấy, thì là quá nhiều người như vậy rồi, không có gì cả. Hưng có muốn là giống như là những sản phẩm của mình sẽ được kết hợp với lại những nghệ sĩ quốc tế không? Giống như là kiểu dạng như là hồi xưa anh Thanh Bùi cũng từng viết một bài cho BTS các kiểu. Thì nếu mà Hưng đã yêu thích Max Martin như là Hưng nói, thì là nếu mà cho lựa chọn một cái nghệ sĩ quốc tế mà Hưng muốn làm việc cùng, thì Hưng sẽ chọn ai? Và đầu tiên là về cái việc kết hợp nghệ sĩ quốc tế thì em chắc chắn là muốn rồi. Nhưng có hai cái tiêu chí mà em đặt ra. Một là cái người nghệ sĩ đến phải thực sự là cái người mà mình yêu mến, chứ không phải vì sự nổi tiếng của họ. Cái thứ hai nữa là mình phải đủ tài năng để có thể đứng liền với họ. Tại vì em tự cảm thấy bản thân mình chưa tự tin thì chưa thể nào mà dám. Kể cả có rất nhiều tiền để có thể mời họ đi thì cũng không bao giờ dám đứng cả. Tại vì nó không chỉ vấn đề là mình đứng cạnh họ, mà là mình đứng ngang hàng với họ, và mình trong một cái tâm thế là mình collab với họ, mình ngang hàng với họ về cái sức sáng tạo. Mình rõ ràng mình có chất riêng của mình, chứ không phải là ví dụ bây giờ em rất sợ một cái viễn cảnh là Khắc Hưng kết hợp với một nghệ sĩ A ở đấy chỉ vì cái tên của người đó mà tất cả mọi thứ đều đổ dồn vào. Đối với em thì nó cũng là một sự thành công, nhưng đó không phải là cái em muốn. Mà có thể là cái này nó hơi cố chấp và hơi cực đoan và nó hơi ảo tưởng đi, nhưng mà em mong là như vậy.
Còn về một cái tên, là một cái tên nghệ sĩ thì hiện tại nếu mà để nói thì em đang rất là thích làm việc với Justin Timberlake. Một người em rất là thích từ bé đến tới bây giờ. Cái lời giải thích nào cho khán giả? Mà chỉ thấy là anh trai của Hân lên tiếng thôi. Vâng, tại vì là đơn giản là nếu mà em còn nói thì mọi người không tin. Và thứ hai nữa, em nghĩ là khi mà đưa cái bài hát đấy cho bạn Bảo Anh ấy, thì cả hai bên đều phải có sự thống nhất để cùng đưa ra phát ngôn. Chứ nếu mà một mình thì cũng rất là khó. Và thứ hai nữa là bạn Bảo Anh, bạn cũng không có ý kiến gì về cái đấy cả. Thế cho nên em nghĩ là nếu mà mình đã không làm gì sai thì mình cũng không cần phải thanh minh gì cả. Tại vì là những cái người mà đứng về phía mình ủng hộ mình thì họ vẫn được ủng hộ thôi. Còn qua thời gian, em tin là mọi người sẽ đánh giá bài hát đó không chỉ phải dựa trên cái tên, mà là sẽ qua cái chất nhạc Latin mà em cố gắng đưa vào. Để nói thật ra thì không phải là đến giờ phút này Hãy Trao Cho Anh mới là bài hát đầu tiên Việt Nam đưa chất Latin vào, mà nói công bằng ra chính là bài Như Lời Đồn. Và mọi người không biết cái việc đấy. Nhưng mà em có check kỹ xem trước đó còn bài hát nào mang hơi hướng Latin không, mà em khẳng định là bài của em là bài đầu tiên. Em nói Latin theo cái thời điểm này nhé. Còn trước đây lại có Bước Chân Vui này. Hay là rất nhiều bài. Nhưng mà để theo cái trend là Latin Boombaton. Chính xác là Boombaton. Và theo cái kiểu nhạc tropical thêm vào nữa thì là đấy là bài đầu tiên. Em khẳng định luôn. Chưa có bài nào cả. Thế cho nên là sau khi mà Tùng ra bài hát là Hãy Trao Cho Anh, mọi người bên Latin nhiều hơn, thì em thấy đấy là một cái nó rất là đáng mừng. Tại vì đấy là cái trend thế giới đang hiện tại đang đi theo như vậy mà. Và mình học tập theo cái trend thế giới được là tốt. Cũng gì vậy. Nhưng quay trở lại cái chuyện mà cái giai đoạn đó thì khi mà Hân chọn cái việc mà im lặng thì Hân có gặp áp lực gì không? Có. Không nói áp lực là không đúng với lòng mình. Thực sự là áp lực. Và không phải chỉ có mỗi bài đấy, kể cả Như Cái Lò hay bất cứ một cái scandal gì đấy cũng luôn tạo cho mình áp lực. Mà bản thân em là một người chỉ biết vùi mình vào trong âm nhạc thôi, và cũng rất là ít khi mà muốn đi ra ngoài. Thế cho nên là khi mà có một cái tin gì đấy không hay về mình, theo cái quán tính là thực sự rất là để ý, rất là nghĩ nhiều về nó. Mà em cũng hay có một cái tật là hay bị ảnh hưởng vì những cái gì người ta đánh giá về mình, hay bị nghĩ. Nhưng mà dần già thì mình cũng phải, bây giờ mình phải luyện cho mình cái thói quen là phải bỏ qua tất cả những cái đấy. Và mình phải tin vào những cái người tin mình. Đó. Và em nghĩ là cái lượng người tin mình nó cũng rất là đông. Những cái người mà có thể họ hiểu lầm mình, thì là một thời gian sau em nghĩ là họ cũng sẽ không thể nào hiểu lầm nữa. Khi mà em bắt đầu, sau đấy em vẫn tiếp tục em cho ra sản phẩm, em không vì thế mà em dừng lại. Nếu bây giờ chỉ vì cái tin đấy mà em dừng lại chẳng hạn, thì coi như là họ bảo đấy đúng rồi ấy. Rõ ràng là nó như thế thì nó mới ngại quá, nó nhục quá, nó phải dừng lại chứ sao. Nhưng mà chính vì mình vẫn tiếp tục cống hiến thì họ sẽ bảo là mình tin là nó thay đổi, hoặc mình tin là mình đã từng hiểu lầm hay như thế nào đấy, không tầm. Nhưng miễn sao là mình vẫn làm nhạc được. Nhưng mà những cái bài hát mà kiểu như là Như Cái Lò hay là Như Lời Đồn thì nó có phải là nó là một cái thời giống như cái gì mà gọi là hơi nổi loạn, hơi nổi loạn của Hưng không? Vâng, đúng. Và em rất là vui khi mà đã từng sáng tác những ca khúc như thế. Tại vì em nghĩ là nếu mà bây giờ em 35 tuổi mà sáng tác Như Cái Lò còn bị nói nữa, thôi cứ sáng tác lúc trẻ đi cho. Okay.